Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, những đợt dịch COVID-19 bùng phát đã khiến cho một số chợ và cửa hàng kinh doanh hoạt động cầm chừng. Một số quầy hàng bán lẻ tại các chợ truyền thống như là tại chợ Hàng, chợ Cồn phải đóng cửa vì không có khách. Thị trường bán lẻ trầm lắng khiến cho việc kinh doanh của các tiểu thương gặp rất nhiều khó khăn. Hỗ trợ tiểu thương khôi phục thị trường bán lẻ tại chỗ sẽ là giải pháp để các chợ truyền thống ở Đà Nẵng vượt qua khó khăn. Kể từ đợt COVID-19 mới bùng phát gần đây, hoạt động kinh doanh tại chợ Hàng rơi vào tình cảnh trầm lắng như thế này. Là chợ kinh doanh nhiều mặt hàng truyền thống và đặc sản địa phương, chợ này được xem là một trong số những điểm đến hấp dẫn của khách du lịch trong và ngoài nước. Thế nhưng, COVID-19 đã khiến nhiều quầy hàng tại đây rơi vào tình trạng quá ế ẩm. Tình hình mua bán rất là thưa thớt. Có một số chị em tiểu thương trong chợ như thế này, người ta nghĩ bởi vì là không có lượng khách vào chợ nên cái lượng mua bán là giảm sút đi 80-90%. Hiện tại, sức mua tại các chợ chuyên phục vụ thị trường khách du lịch giảm đến hơn 80%. Chợ vắng khách, sức mua giảm mạnh nhưng tiểu thương vẫn phải trả nhiều chi phí từ tiền mặt bằng, tiền thuế và các khoản phụ thu khác tại chợ. Mơ ước để nhà nước giảm là thứ nhất là thuế, thứ nhì nữa là mặt bằng, mua mặt chi phí là hỗ trợ cho chị em chúng tôi, để chị em chúng tôi là có thể là coi như là tiếp tục kinh doanh. Đà Nẵng có 74 chợ, trong đó có 4 chợ loại 1 với trên 23.000 tiểu thương kinh doanh. Hiện nhiều chợ có quầy sạp chuyên doanh mặt hàng phục vụ du lịch không thể kinh doanh. Hiện ngành công thương Đà Nẵng đã đưa ra các giải pháp để khôi phục thị trường bán lẻ và khuyến khích tiêu dùng tại chỗ, duy trì hoạt động bán lẻ tại các chợ du lịch trong mùa dịch. Xem xét hỗ trợ cho những cái đối tượng mà nghỉ kinh doanh này á, là được hỗ trợ 3 tháng tiền thuê mặt bằng. Những đối tượng còn lại, mặc dù là được cho phép kinh doanh, tuy nhiên do tác động của dịch thì cái việc buôn bán cũng không hiệu quả. Thì công ty cũng đề nghị là Sở Công Thương đề xuất với thành phố là giảm 3 tháng 50% của 3 tháng tiền thuê mặt bằng. Khôi phục thị trường bán lẻ kích cầu hướng đến thị trường tiêu dùng nội địa, tiêu dùng tại chỗ được xem là giải pháp phù hợp để các chợ truyền thống ở Đà Nẵng thích ứng lâu dài trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp.